Xin kính chào các bác. Chào mừng các bác trở lại với kênh video của Đồng Hồ Vang Vọng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ tạng cây. Và trên màn hình của các bác đây là một chiếc tạng cây 3 buồng sản xuất và nhập Đức, rất đẹp. Nhìn bên ngoài thì các bác có thể thấy ngay rằng là đây là một chiếc có thiết kế cực kỳ cao và to. Chiều ngang là 90cm và chiều cao là hơn 2m một chút. Vỏ thùng này được làm từ gỗ ốc chó các bác nhé. Thiết kế dạng 3D như thế này, rất đẹp ở đây. Có các cái ngăn kính để ta để được các cái đồ trang trí vào đây, rất đẹp. Đó, cả hai bên đều nhau. Và khi mà để một cái gì vào đây, nó sẽ tương phản lại với cái vách kính phía sau kia, rất đẹp, tạo một cái hiệu ứng rất là đẹp. Mặt số La Mã phay nhôm rất đẹp ở đây, chơi 3 bản nhạc. Và ngoài ra thì ra có một cái lịch trăng sao. Nhìn tổng thể rất là liền mạch và đẹp. Bên dưới ta có một cái quả lắc dáng cây đàn còn sáng bóng như thế này. Và bên trên đây là 3 quả tạ. Ở đây có một cái chi tiết khóa nhé. Và khóa người ta cũng làm rất là đẹp như thế này. Ở đây người ta có các cái đường bò rất đẹp, tạo điểm nhấn. Càng nhìn càng đẹp các bác ạ. Và rất là đẳng cấp. Em sẽ mở bên trong ra để test chuông để các bác nghe. Rồi, nhẹ nhàng như thế này. Em xoay phần máy các bác nhìn nhé. Đây là 12 côn này. Đây là quả gai. Côn thép rất là dài, các bác nhìn này. Em test chuông các bác nghe luôn. Em sẽ chuyển sang bản nhạc Westminster, bản nhạc truyền thống đó. Rồi là 5 giờ đồng hồ điểm, 5 tiếng chuông thông báo. Em sẽ mở cái phần cánh này ra này để em xoay kỹ vào phần mặt số để các bác nhìn thấy được rằng là nó rất là nét như thế nào. Đây là 3 bản nhạc này, cần gạt đây nhá. Ngoài ra đây ta có một cái cần gạt chuyển chế độ im lặng đây ạ. Đây ta có một cái chữ Made in Germany. Các cái chi tiết chạm trổ bằng đồng này cũng rất đẹp như thế này. Và thật sự đây là một cái mặt số rất đẹp. Các bác nhìn kỹ nhé. Bóng cực kỳ luôn. Không một vết chảy xước. Đó. Quả lắc bên dưới cũng vậy này. Siêu bóng. Và phía sau này là vách kính cho nên là độ tương phản rất là cao. Để bất cứ cái gì lên trên này thì đều tạo một cái hiệu ứng 3D rất đẹp. Đây không đơn giản chỉ là một chiếc đồng hồ mà nó còn là một cái đồ đề co trang trí nội thất rất đẹp. Rồi,
em xin kết thúc video giới thiệu tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.